Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc máy cày Isuzu TS 2080, dòng máy 2 cầu. Máy này thì đấu đầu Isuzu C240, máy là địa chỉ dòng Ghiền Kiên Giang các bạn. Máy này thì bán trọn bộ gồm dàn sới, bánh lồng, bánh bơi, dàn đắp bờ của Tuấn số 9 các bạn. Thì đây là cái thông số lớp bánh trước các bạn, dòng máy 2 cầu, máy bánh trước và bánh sau rất là lớn, đầu máy là Isuzu C240 còn zin. Đó, máy thì đích số thì có bung tháo ra có kiểm tra các bạn đó. Đây là bánh sau thì còn cũng rất là im các bạn, gai cũng còn rất là cao, dành dè rồi thấy còn là rất là nguyên dạng các bạn đó. Thì anh em và các bạn có nhu cầu mua máy thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề để gặp ngay chủ máy các bạn. Đây là cái dàn sới ở đằng sau các bạn. Dàn sới này thì mình cũng không hỏi rõ là nó là bao lớn ha. Thì nó máy này thì dòng máy này thì chắc nó chạy cũng mét rưỡi mét sáu gì đó. Thì anh em và các bạn muốn biết thêm chi tiết thì hãy liên lạc với số điện thoại nằm ở trên tiêu đề để gặp ngay chủ máy các bạn. Còn anh em và các bạn có nhu cầu bán đồ thì liên lạc qua kênh của mình bằng số điện thoại là 0352 915 395 các bạn. Thì mình xin nhắc lại, đây là cái thông số lớp bánh sau đây. Mình xin nhắc lại là máy là bán trọn bộ dàn sới, bánh lồng, bánh bơi, dàn đắp bờ ha, là giá là 59 triệu có thương lượng nhẹ ha. Địa chỉ là dòng Ghiền Kiên Giang. Đây đó, đầu máy là Isuzu C240. Đặc biệt là anh em xài máy thì cái máy này đấu vô cái động cơ này thì nó rất là hợp các bạn đó. Cái giá bán là 59 triệu ha. Rồi xíu thì sẽ quay cho các bạn xem cái dàn đắp bờ của Tuấn số 9 luôn các bạn. Đây là cái dàn đắp bờ của Tuấn số 9 ha. Đó các bạn. Rồi đây là cái bánh lồng và cái bánh bơi kế bên luôn ha. Dàn sới, chọn bộ dàn sới, bánh lồng, bánh bơi và đắp bờ ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Anh em và các bạn có nhu cầu mua thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề để gặp người chủ máy ha.